Cái con đực chứ gì, hai con đực. Bạn mờ lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình. Đồ đắng ghét, đồ đắng ghét. Không cho bí á, không cho bí.
nay 5 tuổi rồi. Chưa nhá, cô bóc cho nhá. Ừ, bóc cho. Dành cái này á. Dành mai ừ nhá. Cái này á. Ừ. Cái nào cũng bảo dành hết. Kìa kìa. Bên mẹ. Đây. Ừ, đây mẹ làm thôi. Mẹ không. Hỏi nó học, hỏi nó học. Con vào học lớp 1 chứ không còn lớp 4. Ôi chưa vào. Thôi còn con ở đây ăn kẹo nhá. Để con mẹ con sang bên kia uống nước. Hai nhà bếp uống nước đi. Nhét vào. Con có ăn cái kẹo này. Kẹo này ngon. Kẹo này ngon. Chưa ăn đâu nhá. Ăn cái này trước nhá. Mất đi. Đây. Đi ăn thì mau ăn này. Đây. Không cho ăn chín nhá. Mẹ ăn đâu? Mẹ mang đây thì bóc cho. Mình mau ăn ngon. Mình mau ăn. Ông mau ăn. Ờ, mau ăn hết. Mau ăn hết. Mau ăn hết. Mình ăn hết. Chị đi đường chồng này chắc mệt lắm phải không? Mệt lắm. Đen hết luôn. Đây tao cho mình này. Đây, phụ mình ra đâu nhé. Chí mình thịt con gà. Lại gà nhé. Thì bạn lên chơi có gì ăn đâu. Cần gì cho ăn gà. Con gái hay con đực? Con đực ấy. Cứ tưởng là một con cái con đực chứ thì hai con đực. Nhanh như ông cụ ấy. Ăn nhiều lắm luôn. Cho luôn. Nó ăn cả ăn gạo á. Mà thì ừ. Gạo này. Ăn lá chuối là nhiều. Yeah. Ăn quả chuối. Có. Cái gì cũng ăn. Mình ăn cái gì nó ăn cái đấy mà. Nó có ăn cơm. Có. Thịt thì cá. Nó vẫn ăn mà. Với đây nó còn ăn. Ôi trời, chả thấy có cái gì nó không ăn. Kia. Rồi. Sao mà chưa con thỏ. Ừ. Anh đi thật đáng yêu. Muốn bế nó thật đấy. Bạn đi chờ mình. Ừ. Mình đi bắt con gà đó. Bắt gà. Chín rồi đấy. À. Cắt đi. Cắt đi.
Bạn mang cái này nhé. Rượu mình tự nấu ấy. Rượu mua. Ừ, không, rượu gạo. Ăn cơm đi. Gạo nó uống nhẹ nhẹ. Ăn cơm đi. Con ăn cơm đi. Con ăn rau đây con thịt. Con ăn rau.
Nào. À, đi ngủ á? Buồn ngủ rồi. Con có buồn ngủ rồi. Chị cũng buồn ngủ luôn rồi. Ừ. Nào, thế nằm đây. Nhưng mà nó cho ăn no đó. Ăn một tí cơm nhé. Ăn một tí cơm rồi nhé. Nhá. Ngủ. Thế buồn ngủ lắm má. Gái cũng buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây. Đấy, im nào. Im nhá. Ngồi đi mẹ ăn cơm. Ngồi đi. Ăn đi con. Ngồi đi. Thế rồi. Có ai cảm ơn. Bạn mời mỗi khi bạn mời lắm. Hết luôn. Hết đi. Thế chứ. Ăn cơm đi, ăn mừng cơm thôi. Mở ăn cơm nữa. Cơm nát. Thế là không đi ngủ nhá. Ừ, được. Thế mai ngủ trước. Ngọn này ngon rồi. Su su. Mình lấy ra chợ bán ấy. Nào, mình lại mời bạn một chén. Thôi đi, đừng một lưng thôi. Được rồi, được rồi. Bảo là hết phép rồi, rót một tít. Được rồi. Đúng nè. Nào, uống đi. Rượu nóng mà rượu gạo không có sao đâu. Con đi. Nào, bắt tay một cái. Rồi. Cảm ơn bạn đến chơi. Xong mấy hôm nữa xong mình đi chơi nhé. Mấy hôm có lễ hội. Hôm nào ấy? Ngày 2 là 9 đúng không? Ừ, đúng rồi. Xong mình đi chơi nhé. Mai mình ngồi kia. Ok luôn. Mai mình uống rượu, mai mình ngủ một ngày. Ngày kia mình đi. Rửa vách. Ăn rau ăn đi bạn, thì ăn rau ăn tới thiên nhiên thôi.